lại chờ một chút răng sữa. Con định đi đâu? À, thì con định đi tới thiên đường. Và đây là vài thứ mà con cho là mình sẽ cần tới. Thiên đường? Dạ, bà biết đó. Nó ở ngoài kia, nơi ba và mẹ gặp nhau đó. Thật ra là ở Hawaii. Hả, gì Hawaii? Nghe này con yêu, ba biết con đang rất háo hức, nhưng mọi người đã đi một chặng đường rất dài để đến mừng sinh nhật của con. Con biết, lần nào cũng vậy mà. Nhưng ba không nghĩ con đã quá tuổi mở tiệc sinh nhật sao? Con cũng thích lắm chứ. Nhưng con thật sự muốn điều gì mới mẻ hơn. Gặp ai đó tầm tuổi mình chẳng hạn. Thôi nào, không không, đừng làm vậy. Đừng làm cái mặt dơ sỉ ra như vậy.